Dưỡng ẩm là bước đơn giản nhưng quan trọng trong quá trình skincare. Kem dưỡng Embryolisse rất tốt cho nhiều loại da khác nhau, từ da khô đến da dầu. Nhưng thương hiệu đến từ Pháp này không phải loại nào cũng có thể dùng cho bà bầu, phụ nữ cho con bú. Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu xem kem dưỡng ẩm Embryolisse có dùng được cho bà bầu không, trong video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Nếu chị em đang trong giai đoạn mang thai hoặc trong thời kỳ cho con bú, bạn có thể sử dụng kem dưỡng ẩm Embryolisse để cấp ẩm và ngăn ngừa lão hóa cho da mặt. Nhưng bạn nên xem kỹ video này để đảm bảo an toàn cho bạn nhé. Còn shop mình thì vẫn luôn khuyên khách hàng không nên dùng bất cứ mỹ phẩm nào trong suốt thời kỳ thai nghén, nhưng vì một số lý do về tính chất công việc hoặc tâm lý thì bạn nên cân nhắc sử dụng và xem thêm những thông tin sau để có thể quyết định nên dùng kem dưỡng ẩm này hay không nhé. Thực tế thì kem dưỡng ẩm Embryolisse này dùng được cho bà bầu, vì kem này được các chuyên gia đánh giá và khẳng định là có bản thành phần an toàn và lành tính cho da của mẹ bầu, nên bạn có thể yên tâm và sử dụng ngay cả khi bạn đang mang bầu nhé. Bạn có thể xem chi tiết các thành phần được in trên chai hoặc đánh giá review từ khách hàng về kem dưỡng ẩm Embryolisse. Để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, các chị bầu nên tuyệt đối tìm hiểu và mua sản phẩm chính hãng để sử dụng, tránh để hối tiếc về sau nhé. Kem dưỡng ẩm Embryolisse hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán kem dưỡng ẩm Embryolisse hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.